À, bây giờ ai xung phong thỉnh pháp sư đây? Như Quỳnh rồi, Nguyên Trang rồi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ sư Huy Niệm, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào đạo tràng. Dạ không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Cho con xin tín hiệu. Dạ sa thú. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. À. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thamma đề xá na và chá na gà thà. Brahma chalo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya. Cha tha. San ti tha sắc tập para chak kha cha ti ka đề xê tu tham măng anu cam bi măng. Ba chăng. Sắc tham ma phê rin vi na yan cha ka yan sut tan cha ban tham a phi tham ma cham mang a cô ta yan tô cha tu sắc cha đan đăng bập bô tha na ye parisa dạ mặt chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc dạ ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dương niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thói không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thầy thuyết pháp bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí chi vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Huy Niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay mi thiên vấn đáp ạ. À. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư và con xin xuống mít ạ. À. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, thân chào quý vị ở trong lớp học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tục phần kế, đó là đoạn số 28 đến đoạn kinh số 35. Vẫn còn trong phần đề cập đến duyên sự gặp gỡ. À, phần này đã bước sang đã bước sang nói về duyên sự gặp gỡ giữa Đức Vua Milinda và Ngài Nagasena. Sư đã xem qua và hôm nay chúng ta sẽ học trong phạm vi của đoạn 28 đến 35. À, vậy bây giờ thì sư mời quý vị Phật tử trong lớp mà đã có sự chuẩn bị về phần chánh văn, quý vị hãy hoan hỷ lên đọc phần chánh văn cho lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Sau đó sư sẽ giảng cho quý vị về ý nghĩa những điều mà chúng ta cần phải học hỏi được biết ở trong phân đoạn này. Rồi bây giờ xin mời quý vị cô Nguyên Trang hay là cô Nguyên Như hay là cô Diệu Đạt. Nói chung là công việc này tùy theo quý vị sắp xếp. Rồi xin mời cô Nguyên Trang.
Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con nguyên trang, và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ sư Huy Niệm, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và dạ, con kính chào đạo tràng. Và dạ, sau đây con con xin đọc phần chánh kinh nè. 28. Sau đó, đại đức Nagasena đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến gặp đại đức Asagutta. Sau khi đi đến, đã đảnh lễ đại đức Asagutta, rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức Nagasena đã ngồi xuống một bên, đại đức Asagutta đã nói với đại đức Nagasena điều này: Này Nagasena, con hãy đi đến Pataliputta, ở thành phố Pataliputta. Tại tu viện Asoka có đại đức Dhammarakkhita cư ngụ. Con hãy học lời dạy của Đức Phật trong sự chứng minh của vị ấy. Bạch ngài, từ đây đi đến thành phố Pataliputta là bao xa? Này Nagasena, 100 do tuần. Bạch ngài, đường đi quả là xa, trên đường đi vật thực khó kiếm, con sẽ đi thế nào? Này Nagasena, con hãy đi, trên đường đi con sẽ nhận được đồ ăn khất thực, gồm có cơm, gạo ngon không có hạt đen, nhiều canh, nhiều thức ăn. Bạch ngài, xin vâng. Sau khi đảnh lễ đại đức Asakuta và hướng vai phải nhiễu quanh, đại đức Nagasena đã cầm lấy bình bát và y rồi ra đi du hành về phía Pataliputta. Vào lúc bấy giờ, nhà triệu phú người Pataliputta cùng với 500 cỗ xe đang di chuyển ở con đường dẫn đến Pataliputta. Nhà triệu phú người Pataliputta đã nhìn thấy đại đức Nagasena từ đằng xa đang tiến đến. Sau khi nhìn thấy, đã quay 500 cỗ xe trở lại và tiến đến gần đại đức Nagasena. Sau khi đến gần, đã đảnh lễ đại đức Nagasena rồi nói rằng: Bạch sư, sư đi đâu? Này gia chủ Pataliputta. Quá tốt, thưa sư. Tốt quá, thưa sư. Chúng tôi cũng đi Pataliputta. Sư hãy thoải mái đi cùng chúng tôi. Sau đó, nhà triệu phú người Pataliputta đã được niềm tin và bốn oai nghi của đại đức Nagasena, nên đã tự tay làm hài lòng và tỏa ý đại đức Nagasena với thức ăn hảo hạng, loại cứng hoặc loại mềm. Đến khi đại đức Nagasena đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, ông ta đã cầm lấy một chiếc ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nhà triệu phú người Pataliputta đã nói với đại đức Nagasena điều này: Bạch sư, sư tên gì? Này gia chủ, tôi tên Nagasena. Bạch sư, vậy sư có biết lời dạy của Đức Phật không? Này gia chủ, tôi có biết các câu về vi diệu pháp. Bạch sư, thật là lợi ích cho chúng ta. Bạch sư, thật khéo đạt được cho chúng ta. Bạch sư, tôi cũng là dân vi diệu pháp. Sư cũng là dân vi diệu pháp. Bạch sư, thỉnh sư nói về các câu vi diệu pháp.
Thi Lâm ơi, Nguyên Trang chưa thấy bài. Ồ, cảm ơn Thi Lâm. Để Nguyên Trang lật cái bài của Nguyên Trang. Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã thuyết giảng vi diệu pháp cho nhà triệu phú người Pataliputta. Ngay trong khi đang lần lượt thuyết pháp, thuyết giảng, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ, đã sanh khởi đến nhà triệu phú người Pataliputta. Điều gì có bản tánh được lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Sau đó, nhà triệu phú người Pataliputta đã cho 500 cỗ xe đi trước, còn bản thân đi phía sau. Ông ta đã dừng lại ở đường rẽ hai không xa thành Pataliputta, rồi nói với Đại Đức Nagasena điều này. Bạch Sư Nagasena, đường này dẫn đến tu viện Asoka. Bạch Sư, còn đây là tấm mền len quý báu của tôi, bề dài 16 cánh tay, bề rộng 8 cánh tay. Bạch Sư, vì lòng thương tưởng, xin Sư hãy thọ nhận tấm mền len quý báu này. Đại Đức Nagasena vui lòng thương tưởng đã thọ nhận tấm mền len quý báu ấy. Khi ấy, nhà triệu phú người Pataliputta được hoan hỷ, phấn khởi, vui mừng, sanh tâm vị lạc, đã đảnh lễ Đại Đức Nagasena, hướng vai phải, nhiễu quanh rồi ra đi. 30. Sau đó, Đại Đức Nagasena đã đi đến tu viện Asoka. Gặp Đại Đức Thammarakkhita. Sau khi đi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Thammarakkhita và nói về nguyên nhân đi đến của mình. Sau đó, trong sự chứng minh của Đại Đức Thammarakkhita, Đại Đức Nagasena đã học Tam Tạng, lời dạy của Đức Phật về phần văn tự chỉ với một lần đọc trong 3 tháng, rồi thêm 3 tháng nữa và chú tâm về phần ý nghĩa. Khi ấy, Đại Đức Thammarakkhita đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Này Nagasena, cũng giống như người chăn bò, bảo vệ con bò, còn những kẻ khác thưởng thức hương vị của bò. Này Nagasena, tương tự y như thế, mặc dù đang buộc lòng tam tạng, mặc dù đang thuộc lòng tam tạng, lời dạy của Đức Phật, con không hưởng được phần của đời sống sa môn. Bạch ngài, hãy là vậy, với chừng này là đủ rồi. Rồi ngay trong ngày ấy, đêm ấy, Đại Đức Nagasena đã đạt được phẩm vị A-la-hán cùng với các tuệ phân tích. Cùng với việc thâm nhập chân lý của Đại Đức Nagasena, tất cả chư thiên đã ban liệt tán thưởng lành thay, trái đất đã gầm lên. Các phạm thiên đã vỗ tay, các bột trầm hương của cõi trời và các bông hoa mạn đà la của cõi trời đã đổ mưa. Các phạm thiên đã vỗ tay, các bột trầm hương của cõi trời và các bông hoa mạn đà la của cõi trời đã đổ mưa. 31. Vào lúc bấy giờ, 100 cô tí vị A-la-hán đã tụ hội tại cao nguyên Rakkhita, núi Himalap, và đã phái sứ giả đi đến gặp Đại Đức Nagasena nói rằng: Nagasena, hãy đến, chúng tôi có ý muốn gặp Nagasena. Khi ấy, sau khi nghe được lời nói của người sứ giả, Đại Đức Nagasena đã biến mất ở tu viện Asoka.
và đã hiện ra ở cao nguyên Rakhita, núi Hy Mã Lạp, phía trước 100 cô tí vị A-la-hán. Khi ấy, 100 cô tí vị A-la-hán đã nói với Đức Nagasena điều này: Này Nagasena, Đức vua Milinda đã gây khó khăn cho hội chúng tỳ khu với việc hỏi câu hỏi theo thuyết về tà kiến. Này Nagasena, thật tốt đẹp. Thay, con hãy đi và cải hóa Milinda. Bạch các ngài, xin hãy để yên một đức vua. Milinda, bạch các ngài, nếu tất cả các đức vua ở toàn cõi Champudipa đi đến để hỏi con câu hỏi, con sẽ trả lời và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch các ngài hãy đi đến thành phố Sagala, không phải lo sợ. Sau đó, các vị từ khu trưởng lão đã làm cho thành phố Sagala trở thành quần ánh sáng màu y cà sa với sự di chuyển ngược xuôi của các vị ẩn sĩ. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Ayutthaya trú ngụ tại tu viện Sankheya. Khi ấy, Đức vua Milinda đã nói với các quan đại thần rằng: Đêm trăng trong quả thật đáng yêu, phải chăng hôm nay chúng ta đi đến gặp vị Sa môn hoặc Bà La môn để hỏi câu hỏi? Vị nào có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc? Được nói như vậy, trăm năm người xứ Yonaka đã nói với Đức vua rằng: Tâu đại vương, có vị trưởng lão tên Ayubala thông tam tạng và là vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa. Hiện nay vị ấy trú ngụ tại tử viện Sắc Khê Giá. Tâu đại vương, xin ngài hãy đi đến đại đức Ayubala và hỏi câu hỏi. Này các khanh, như thế thì các khanh hãy thông báo đến ngài đại đức. Sau đó, một nhà tiên tri đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Ayubala, nói rằng: Thưa ngài, đức vua Milinda đã ý muốn gặp đại đức Ayubala. Đại đức Ayubala cũng đã nói như vậy. Như thế, ngài hãy đến. 33. Sau đó, được thấp tuần bởi 500 người xứ Yonaka, đức vua Milinda đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý đi đến tư viện Khanh Sankheya gặp đại đức Ayubala. Sau khi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với đại đức Ayubala. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, rồi đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Milinda đã nói với đại đức Ayubala điều này: Bạch ngài Ayubala, sự xuất gia của ngài là với mục đích gì và mục đích tột cùng của ngài là gì? Vị trưởng lão nói rằng: Tâu đại vương, sự xuất gia có mục đích thực hành giáo pháp và thực hành sự bình lặng. Hơn nữa, quả báo của Sa môn là mục đích tột cùng của chúng tôi. Bạch ngài, có người tại gia nào cũng có sự thực hành giáo pháp và có sự thực hành pháp bình lặng. Tâu đại vương, đúng vậy, cũng có người tại gia có sự thực hành giáo pháp và có sự thực hành pháp bình lặng. Tâu đại vương, trong khi Đức Thế Tôn chuyển vận bánh xe giáo pháp ở thành
Varanasi. Isipatana, nơi vườn Nai, đã có sự lãnh hội giáo pháp của 18 cô tí. Vị Phạm Thiên. Còn sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên thì vượt qua các thức tính điểm. Tất cả những vị ấy đều là người tại gia, không phải bậc xuất gia. Tâu Đại Vương, và hơn nữa, trong khi bài kinh Maha Samaya đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Maha Mangala đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Samachitta Bariya đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Rahulo Vada đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Bara Phá Quá đang được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, đã có sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên vượt lên trên cách thức tính điểm. Tất cả những vị ấy đều là người tại gia, không phải là bậc xuất gia. 34. Đức vua Milinda đã nói rằng, bạch ngài Ayupala, như thế thì sự xuất gia của ngài là vô nghĩa, do kết quả của nghiệp ác làm trong quá khứ mà các sa môn thích tử xuất gia và đeo đuổi các pháp dũ bỏ. Bạch ngài Ayupala, những vị tỳ khưu hành pháp một chỗ ngồi khi thọ thực, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc đoạt lấy tài sản của những người khác. Sau khi cướp đoạt các tài sản của những người khác mà ngày nay do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành các vị hành pháp một chỗ ngồi khi thọ thực, không chấp nhận thọ thực lúc này lúc khác. Nhiều chỗ ngồi đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có phạm hạnh. Bạch ngài Ayupala, những vị tỳ khưu hành pháp ngụ ở ngoài trời, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc tàn phá xóm làng sau khi tiêu hủy các căn nhà của những người khác, mà ngày nay do kết quả của nghiệp ấy họ trở thành các vị hành pháp ngụ ở ngoài trời, không chấp nhận thọ dụng các chỗ trú ngụ. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có pháp hạnh, chẳng có phạm hạnh. Bạch ngài Ayupala, những vị tỳ khưu hành pháp về oai nghi ngồi không nằm, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc cướp đường, sau khi bắt giữ các khách đi đường trói lại rồi bắt họ ngồi xuống, mà ngày nay do kết quả của nghiệp ấy họ trở thành các vị hành pháp về oai nghi ngồi không nằm, không chấp nhận được phép nằm. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có phạm hạnh. 35. Được nói như vậy, Đại Đức Ayupala đã im lặng không đáp lại điều gì. Khi ấy, 500 người xứ Yonaka đã nói với Đức Vua Milinda điều này. Tâu Đại Vương, vị trưởng lão là bậc sáng trí, tuy nhiên ngài không tự tin nên không đáp lại điều gì. Sau đó khi nhìn thấy Đại Đức Ayupala có thái độ im lặng, Đức vua Milinda đã vỗ tay reo lên rồi nói với những người xứ Yoga điều này. Xứ Champudipa quả thật
trống trơn. Xứ Champudipa quả thật vô nghĩa. Không có sa môn hoặc bà la môn nào có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc. Dạ, cảm ơn Sita Thi Lâm đã post bài. Dạ, sau đây con kính cung thỉnh bàn tay của sư Huy Niệm ạ. Dạ, con đã xong phần chánh kinh. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, con xin xuống mic. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, bây giờ trước khi chúng ta vào phần ý nghĩa trong phân đoạn này, quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Pháp Bảo có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Thưa quý vị, ở trong phần này sư nhận thấy có 3 điểm chúng ta cần phải thảo luận để mà hiểu rõ thêm. Thứ nhất là ở trong suốt quá trình những bài kinh mà chúng ta học đó, có một câu rất là quen thuộc, được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần đối với trường hợp những vị mà sau khi nghe pháp đạt được cái sự giải thoát. Đó là điều gì có tánh cách sanh lên thì điều gì nó cũng phải có cái tánh cách hoại diệt. Câu này có thể nói rằng trở nên rất là quen thuộc. Đây thưa quý vị, chúng ta nên biết một việc như thế này. Đối với pháp hữu vi á, nó có hai cái tướng trạng. Đó là trạng thái riêng của mỗi pháp và một cái hình thức thứ hai, đó là trạng thái chung. Trạng thái riêng muốn nói đến chẳng hạn như đối với trạng thái của tâm tham, đó là sự dính mắc chẳng hạn. Trạng thái của tâm si, đó là sự mê mờ. Vân vân. Mỗi pháp đều có đặc tướng riêng biệt. Tướng trạng đó được gọi là tướng trạng riêng. Còn có một cảnh vật thứ hai được gọi là cái đặc tướng chung. Đặc tướng chung. Thì chính cái này nè, chính mà chúng ta cần phải hiểu được hai lĩnh vực đó. Đó là tất cả các pháp hữu vi, tất cả các pháp hữu vi nó đều có đặc tướng, nó đều có ba cái đặc tướng như sau. Đó chính là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu nói chi tiết hơn thì pháp hữu vi nào nó thuộc lĩnh vực hiệp thế thì nó có đầy đủ ba cái trạng tướng chung, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Còn pháp hữu vi thuộc về danh pháp siêu thế đó, thì nó chỉ có đặc tướng là vô ngã thôi. Tuy nhiên dù nói như thế nào thì nó cũng nằm trong lĩnh vực của ba cái tướng trạng này. Thì chính ba cái tướng trạng này được gọi là tướng trạng chung của pháp hữu vi. Và sở dĩ chúng ta thường hay nghe lặp
cái câu nói rất là nhiều lần đối với trường hợp những vị khi nghe pháp mà đạt được cái sự giải thoát đó, các vị đều có một cái câu chung với nhau, đó chính là pháp nào mà có đặc tánh sanh lên thì phải có diệt đi. Đây chính là cái thấy chung của những người mà đạt được đến sự giải thoát. Trước khi đạt được đến sự giải thoát thì bắt buộc là phải nhìn thấy cái tướng trạng chung của pháp hữu vi thật sự ở trong tâm một cách rõ ràng nhất, không có cái sự lưỡng lự hoặc là do dự hoặc là không có được rõ ràng. Đây là cái điều mà chúng ta nên hiểu, là lý do tại sao mà những câu nói mà của những người đạt đến sự giải thoát đều có một cái câu nói chung như vậy. Điều này thưa quý vị, chúng ta có thể hiểu như thế này. Cái nhận thức của những vị mà thấy về tướng trạng chung đó thưa quý vị, là các vị ấy thấy được cái rõ ràng được cái bản chất một cách đầy đủ nhất, dù đó là pháp bất thiện hay dù đó là pháp thiện, thì nó cũng đều nằm trong những tướng trạng này. Tức là cái điểm chung của tất cả các pháp, dù nói là đó là pháp tốt hay pháp xấu, thuộc thắng hay hạ vân vân, thì nó cũng nằm trong này thôi. Chính vì vậy mà chúng ta mới nên hiểu rằng cái hương vị của sự giải thoát á, những cái sự nhận thức sâu sắc ở trong nội tâm của các vị thánh đều có một cái nhìn như nhau, sự nhận thức như nhau. Sư kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế này. Có những lần mà sư quý vị chờ chút xíu. Có gì cũng chưa được anh. Dạ, chút xíu chưa đem mất gì học. Rồi, xin lỗi quý vị, chúng ta tiếp tục. Sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Nó nó như thế này. Có những lần sư coi những cái bộ phim cổ trang mà nói về những thời chiến quốc á, thì trong đó nó có một vài những cái tình huống, chẳng như là một vị vua mà khi mà gần lâm chung á, cận kề cái chết, vị ấy mới hỏi cái vị thái y hãy nói thật cho chẩm biết là cái thọ mạng của chẩm coi như là còn được bao lâu để chẩm biết chắc thời gian làm những việc cần phải làm. Thì khi nghe xong câu đó xong đó, thưa quý vị, khi nghe xong câu đó xong thì tự nhiên ở trong tâm sư có những lần sư tự nhiên nó suy nghĩ mà muốn biết bao lâu á thì đâu có gì đâu, quay ra hỏi cái ông đạo diễn á thì ông sẽ nói cho là ông vua còn sống được bao lâu. Muốn cho sống lâu hay là không có sống lâu là do ông đạo diễn hết. Điều đó thưa quý vị, nó làm cho sư liên tưởng đến một cái vấn đề là trong cái vòng sanh tử luân hồi này á, tất cả những cái gì mà diễn hoạt ở trong đời sống chung của mình á, dù nó là vui buồn tốt xấu hay như thế nào nữa, thì nó cũng chỉ đều có một cái điểm tụ chung với nhau thôi, đó chính là cái gì
cũng vậy, nó phải có sanh là nó phải có diệt. Và bản chất của pháp hữu vi á, là nó có cái tướng trạng khổ và không có cái tự ngã thường hằng bất biến nào ở đây, nó sanh lên theo nhân duyên của nó. Thì cũng như vậy thưa quý vị, tất cả bộ phim nào cũng vậy đó. Muốn cho tốt xấu hay cái diễn tiến như thế nào, bi đáp hay là như thế này như thế kia, cứ quay lại hỏi ông đạo diễn là ông sẽ cho kết quả. Chính người đó sẽ cho một kết quả. Quả thật trong lúc mà mình xem như vậy á, thì cái hiểu như vậy nó làm cho nội tâm của mình nó cũng mất hứng. Mất hứng quý vị, có nghĩa là cũng giống như là mình không có bị lao theo cái dòng chảy của cái diễn tiến của cái sự việc, mà mình nhìn thẳng vào cái bản chất thật của nó, bản chất thật của nó. Nên điều đó nó cũng là một cái mà chúng ta thấy rằng trong trường hợp của những vị thánh á, cái nhận thức của các vị đều chung có một điểm hết, và dù là vị đó nghe những bài pháp thoại như thế nào, trong bối cảnh ra sao, để đạt được cái sự giác ngộ bắt buộc phải thông qua tam tướng, và cái nhận thức của những vị này đều có cái bản chất thấy được cái tướng trạng chung của pháp hữu vi, không có sự sai khác. Không thể có một cái đối tượng của tâm khác được ngoài ba pháp này mà đạt được sự giải thoát. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy được trong tất cả những bài kinh á, đều có cái câu mà mình nghe rất là nhiều lần, tất cả các pháp đều sự sanh lên, đều có cái sự diệt đi. Rồi, đó là như vậy. Vấn đề thứ hai nữa, trong phần phân đoạn này chúng ta nhận thấy rằng đề cập đến ngài Nagasena là một vị có thể đọc qua được những lời dạy của Đức Phật trong kinh tạng và thông hiểu được, suy tư về ý nghĩa, hiểu được một cách rất nhanh chóng. Thì việc này thưa quý vị, để có được cái pháp này á, tại sao ở trong đời chúng ta thấy có những người, người ta có sự ghi nhớ rất là bén nhạy, và cũng như những vị ấy rất là sáng trí, sau khi ghi nhớ, vị ấy suy xét và hiểu biết một cách rất là mau lẹ, rõ ràng, về ý nghĩa của điều đó. Việc này là do sự tu tập, cái khả năng, nhất là hai cái năng lực chính, chủ lực trong việc ghi nhớ và thông hiểu, đó chính là niệm và trí, thưa quý vị. Sư cũng đã từng đúc kết được nhiều những cái kinh nghiệm ở trong cuộc đời thông qua cái việc học tập. Quý vị biết hồi xưa đó, khi mà sư còn ở tại gia cư sĩ á, người thân, nhất là người cô của sư dạy sư học á, thì là không chỉ bắt học thuộc lòng không thôi đâu. Có nghĩa là không có đọc, không có chỉ có đơn giản là chỉ có cầm sách lên đọc không để mà học, hoặc là lúc đó đang học về từ vựng, của ngoại ngữ, thì để mà mau thuộc á, thì người cô của sư mới mới bắt sư là ngoài cái việc mà học mà mình đọc ra, cái từ vựng đó ra, thì mình phải viết luôn, miệng đọc, mắt thì nhìn, miệng đọc, và tay mình phải viết xuống giấy. Thưa quý vị, mới đầu sư rất là khó chịu về cái việc này, bởi vì nó có vẻ giống như là sao, giống như muốn làm khó mình quá ta, muốn làm khó mình.
Mấy đạo sư rất là bực về cái chuyện này, nói làm vậy chi cho mất công, đọc thôi ghi nhớ được rồi. Tuy nhiên qua một khoảng thời gian thì sư mới hiểu được lý do tại sao. Sư mới hiểu được lý do tại sao. Quý vị biết không, cái việc mà để cho mình ghi nhớ ở trong tâm á, nó cần phải có nhiều những cái thao tác để mà làm cho nó được dễ dàng in đậm. Để mà học thuộc lòng đó quý vị, hoặc là ghi nhớ một cái điều gì á, chúng ta cần phải đưa vào nhiều cửa ở trong sáu căn của mình để cho mình mới nhớ được điều đó lâu. Nếu mà mình đọc không thôi á, với trí tuệ của những vị mà đã mạnh mẽ thì điều đó mình không nói. Nhưng mà để cho điều đó được nhớ sâu hơn á, mắt mình thì đọc, đúng rồi, đọc bằng mắt. Miệng mình phải phát âm ra, đọc cái từ đó, đọc cái từ đó, hoặc đọc cái câu đó. Còn cái thân mình, tay mình cũng phải viết ra luôn. Trải qua ba cái giai đoạn đó, thưa quý vị, mình học, muốn học cái gì đó rất là nhớ, rất là lâu, khó quên, và rất là mau thuộc. Phải nói thật sự là như vậy, thưa quý vị, rất là mau thuộc và nhớ rất lâu. Cho nên sau này á, có những lúc mà sư muốn học mà nhớ những cái gì đó, mình có sự cố ý thì sư cũng đều làm theo cách thức đó. Sư vẫn đều làm theo cách thức đó, kể cả những cái bài kinh tụng hoặc là học giới bổn của tỳ khu đó, thưa quý vị, sư cũng làm theo cách đó. Cái đoạn nào mình luyện cho cái niệm của mình nó mạnh hơn á, thì mình phải tạo nhiều cái hình thức để đưa vào trong tâm. Mình viết cái chữ ra trên bảng, mình đi ra đi vô, mình làm công việc gì, nhưng mà mình đi vô mình nhìn, mình cũng đọc. Và siêng hơn nữa, mình phải viết ra. Viết ra càng nhiều lần càng tốt, càng nhiều lần càng tốt. Thậm chí chúng ta mà muốn cho đừng quên á, mà mau nhớ á, mình phải làm trong kể cả lúc trước khi mình đi ngủ và trước khi mình thức dậy. Bởi vì sư đã test cái việc này rồi chứ không phải là chưa. Muốn học thuộc lòng một cái đoạn kinh đó, đúng quý vị, thông thường chúng ta hay bị một cái tình trạng là mình thuộc rồi, nhưng mà mình ngủ qua sáng hôm sau, muốn biết là mình có thuộc kỹ hay không á, vừa mới thức dậy chưa có bước xuống giường. Lúc bây giờ mình hãy nhẩm lại cái đoạn kinh văn mà mình đã học thuộc lòng trong ngày hôm qua. Thưa quý vị, thông thường nếu như mà mình không có chuẩn bị kỹ, mình không có nhớ được một cách đầy đủ và quên qua ngày hôm sau khi thức dậy. Thông thường là như vậy, thông thường là chúng ta bị như vậy. Nhưng mà nếu như mà mình đã làm tất cả những thao tác để luyện tập cho niệm của mình, cái sự ghi nhớ nó mạnh á, kể cả trong trước khi mà mình đi ngủ á, bởi vì điều này sư đã từng làm rồi. Trước khi mình đi ngủ á, thả lỏng nội tâm, quan sát những cái đề mục nào mà mình vốn mình đã quen thuộc. Rồi sau đó trước khi quyết định đi ngủ thì mình hãy nhẩm lại ở trong tâm mình những cái câu kinh nào đó mình đã học trong ngày, rồi sau đó mới quyết định thả lỏng và đi vào trong cái giấc ngủ. Qua sáng hôm sau khi mà thức dậy á, mình đừng có vội làm chuyện gì khác, cứ vẫn nằm ở trên đó và hãy thử tác ý đọc thầm ở trong tâm những cái điều mà mình đã học ngày hôm qua xem như thế nào. Thưa quý vị, cái sự hiệu quả của nó rất là cao, rất là cao.
và rất là mạnh, cái sự ghi nhớ rất là lâu. Và cái cách thức này nó có thể làm cho chúng ta học được nhiều hơn, dễ dàng hơn và ghi nhớ được sâu sắc hơn. Đối với trường hợp ở đây, chúng ta thấy rằng sở dĩ có những cái đối tượng mà người ta sanh ra trong đời á, người ta có khả năng ghi nhớ rất rất cao, và cái sức nhớ của họ phải nói là rất là dồi dào, giống như là không có bị hết dữ liệu vậy đó. Cái bộ nhớ lúc nào cũng trống hết á, luôn luôn có thể coi như là dung nạp cái nguồn dữ liệu mới nhiều mà cũng sao á, không có bị nghẽn, là do cái khả năng luyện tập của họ về hai pháp, đó chính là niệm và trí. Niệm nó làm cho mình có khả năng ghi nhớ, năng ghi nhớ. Suy nhớ ở trong một cái phần chú giải về nguồn gốc thì sư không nhớ rõ, nhưng có nói rằng những vị mà có khả năng mà đạt được cái khả năng về túc mạng trí, thưa quý vị, túc mạng trí là vị đó khả năng chánh niệm của vị này rất là mạnh, niệm lực của vị này mạnh lắm, rất mạnh, có khả năng mà truy được những cái sở hành của mình ở trong những kiếp ở trong quá khứ. Đó là do năng lực của niệm. Còn trí ở đây nó giúp cho mình hiểu được, giúp cho mình hiểu được một cái vấn đề nào đó một cách rõ ràng và đầy đủ. Nếu như mình, chúng ta muốn có được cái khả năng là người ít có bị quên mình, dễ dàng ghi nhớ mọi thứ và hiểu được những pháp nào đó, thì mình luyện tập hai pháp niệm và trí. Niệm và trí là chủ yếu. Dĩ nhiên cũng có những pháp khác nữa, nhưng mà trong vấn đề chủ lực ở lĩnh vực này đó chính là niệm và trí. Niệm và trí. Vì vậy quý vị thấy có trường hợp rất là nhiều những vị sa di, họ có được những pháp này, họ sáng trí, họ có sự ghi nhớ rất là dồi dào, mạnh mẽ, không có dễ dàng bị quên trước quên sau. Đó là như vậy đó, nó sự tu tập của họ về hai pháp niệm và trí rất cao. Đây là vấn đề thứ hai. Còn vấn đề thứ ba cũng là rất là quan trọng. Chúng ta thấy mới ở trong đoạn đầu thôi mà trưởng lão Ayupala đã bị đức vua, xin lỗi quý vị, alo, cái gì vậy nó, hả, đang dạy học thì đang dạy học, ở đây có một đoạn cuối. Chúng ta thấy mới trong phần đầu thôi mà đức vua đã chứng tỏ được cái bản lĩnh của ngài trong cái việc hỏi, trong cái việc hỏi. Mới đầu đức vua hỏi rằng là sự thực hành phạm hạnh là để đạt được có mục đích gì, thì được ngài đại đức ở đây trả lời rằng để thực hành giáo pháp và thực hành sự bình lặng. Điều này không sai. Sau đó đức vua hỏi tiếp rằng đối với người tại gia cư sĩ, họ có thể nào đạt được, họ có thể nào học được giáo pháp và đạt được cái sự bình lặng hay không, thì ngài đại đức ở đây đã trả lời rằng có chứ, và không những có không thôi mà đạt được nhiều vô số thông qua những bài kinh nổi tiếng mà Đức Thế Tôn ngài thuyết khi ở những hội chúng đông đúc. Đối với những người cư sĩ ở cõi nhân loại không thôi, mà kể cả những vị chư thiên nhiều vô số kể,
là những người cư sĩ. Sau đó Đức Vua Ngài bèn nói tiếp rằng: nếu vậy thì ở đời sống tại gia, đời sống tại gia đó cũng đạt được sự học hỏi và thực hành được sự bình lặng, vậy thì cái đời sống xuất gia nó giống như nó bị dư thừa. Ở đây Đức Vua Ngài nói là giống vậy, sự xuất gia là vô nghĩa, vô nghĩa. Bởi vì y cứ vào điều đối với những người tại gia cư sĩ, người ta cũng có thể đạt được, vậy thì đâu có cần xuất gia. Ý của Đức Vua là vậy. Và ngược lại Đức Vua đã nói thêm rằng là: nếu vậy thì phải chăng tất cả những sự thực hành sa môn pháp, chẳng hạn như cư ngụ trong rừng, ngồi một chỗ ăn, những pháp thú răng gá đó, những pháp đầu đà đó là chủ yếu đó, đó là kết quả của do ác nghiệp. Ác nghiệp bởi vì như ban đầu Ngài đã, Đại Đức ở đây đã trả lời rằng đâu có cần thiết phải thực hành những điều đó trong cái đời sống sa môn, mà kể cả những người cư sĩ cũng đạt được mà. Vậy thì chúng ta làm điều đó chẳng qua là dư thừa hay sao? Đây là vấn đề rất là quan trọng ở trong cái phân đoạn này. Và thưa quý vị, quả thực mà nói á, đối với đời sống của những người tại gia cư sĩ, khi mà gặp được giáo pháp mà nghe pháp, nếu tính theo số lượng thì nhiều vô số, rất là nhiều trong thời điểm của Đức Phật. Và các vị thánh cư sĩ nếu tính ra đông hơn và nhiều hơn những vị xuất gia. Điều này quả thật là như vậy, quả thật là như vậy. Nhưng mà ở đây, trong trường hợp này, khi chúng ta thấy câu hỏi của Đức Vua ở đây, mình thấy dường như có vẻ nó cũng hợp lý. Sư nói dường như có vẻ thôi nha, sư nói dường như có vẻ thôi, chứ không phải là sư nói là hợp lý nha. Nó không phải là một câu hỏi dư thừa hoặc là không có căn cứ. Có căn cứ rất là rõ ràng, quả thực là vậy. Nhưng nếu mà hợp lý thật sự thì chẳng lẽ chẳng lẽ cái đời sống xuất gia, đời sống xuất gia như sư ở đây chẳng hạn, hoặc là Đức Minh Tâm chẳng hạn, hoặc là Đức Nguyên Thông, là đang bị trả quả của nghiệp ác hay sao? Nếu nói vậy thì thôi chết mấy sư rồi. Không phải như vậy đâu thưa quý vị, không phải như vậy đâu. Chúng ta nên nhớ rằng ở trong cái phần phân đoạn sau á, đi vào ý nghĩa sau những câu hỏi vấn và đáp, lúc bây giờ chúng ta sẽ gặp lại sự giải thích của Ngài Nagasena về điều này rất là đầy đủ và rõ ràng với các chi pháp và ý nghĩa. Nhưng sư chỉ nói sơ qua thôi để cho chúng ta hiểu được ở phần này một chút. Đó chính là có những cái sự việc phát sinh ở trong đời này á, về thọ khổ, về buồn, về cảm thọ, nó sanh lên là do nghiệp, nó do nghiệp chi phối, tức là nghiệp quá khứ. Chúng ta tạo những ác nghiệp trong quá khứ cho nên nó đưa đẩy những cảm thọ đau khổ ở trong cuộc đời này, nó có pháp đó. Nhưng mà nó có một trường hợp nữa, đó chính là những cảm thọ khổ, những sự khó khăn nó xảy lên là nó nương từ nơi sự cố gắng, và chính cái pháp thứ hai này nè, nó nằm trong lĩnh vực của người tu, nó không nằm trong cái trường hợp thứ nhất, đó là những cảm thọ khổ nương sanh từ nơi nghiệp quá khứ.
Vì vậy có những trường hợp á, mà chúng ta rất là hoang mang, chưa có hiểu rõ về về nghiệp báo và những cái nhân duyên khởi lên ngay trong hiện tại, thì nó cũng làm cho mình đôi lúc mình cũng có sự nghi ngờ đối với nhân quả. Thực ra nói một cái cách xác thực là như thế này, sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà sư đã từng có cái câu trả lời đối với người cư sĩ. Có những người Phật tử, người ta cũng đã từng thắc mắc, người ta hỏi rằng là phải chăng những cái gì mà con làm, thưa sư, con đang gặp khó khăn ở trong cuộc đời này, con đang phải chịu, là chắc hồi đó con ăn ở như là thất đức lắm hay sao, kiếp quá khứ ăn ở thất đức. Thì lúc bây giờ thưa quý vị biết được cái tâm trạng đó, sư biết được là cái con người này hiểu chưa có chuẩn mực, mới thấy được có một vấn đề thôi, chưa hiểu được khía cạnh hai của pháp, mà dẫn đến cái sự bi quan và không có khôn khéo ở trong cuộc sống. Lúc đó sư mới nói rằng là anh nên nhớ một điều như thế này, anh nên nhớ một điều như thế này. Nếu như tất cả những gì mà mình đã làm ở trong cuộc đời mà đã đầy đủ với năng lực của sự cố gắng khôn khéo và không có sự cẩu thả trong công việc, mặc dù đã làm như vậy, đã cố gắng hết tất cả những điểm tốt đẹp của những yếu tố ngay trong hiện tại, nhưng mà nó vẫn đưa ra một cái kết quả vì một cái tác động nào đó ở bên ngoài khác. Với sự bất tòng tâm như vậy, quả thực đó là do nghiệp. Đó là do nghiệp, nghiệp quá khứ. Hoặc nếu như không phải là do nghiệp quá khứ của mình đã tạo, thì chúng sanh khác người ta tạo nghiệp vậy thôi. Hoặc là nếu như không phải do từ cái tác nhân bên ngoài người ta đem đến, mà ngẫu nhiên thôi, ngẫu nhiên, thì đó là do nghiệp quá khứ. Còn ngay trong hiện tại, đôi khi có những trường hợp mà do mình sống không có khôn khéo, không có sự cố gắng, không có sự cố gắng, không có đầy đủ những cái yếu tố để mà làm cho sanh khởi những điều tốt đẹp, thì cái đó chúng ta phải nên xét lại. Nó không phải là do nghiệp quá khứ, mà đó là do mình thiếu sót gì đó ngay trong hiện tại. Bởi vì chúng ta đừng có quên rằng, chúng ta đừng có quên rằng nghiệp quá khứ ở kiếp trước á, và cái mà mình vừa mới tạo ngay trong thời điểm hiện tại mà nó trôi qua dù một giây một phút, thì nó cũng là quá khứ như nhau hết mà thôi. Chúng ta hay tưởng rằng, phải năm bảy kiếp trước, phải năm bảy kiếp trước, cái đó, chỉ cái đó thôi mới được gọi là quá khứ. Nhưng mà xét trên cái khía cạnh của pháp thực tại á, thì dù là cái gì nó đã diệt, cái gì nó vốn nó đã sanh lên và đã diệt rồi, thì cái đó đều xếp vào trong quá khứ hết. Cho nên mình đừng có hiểu một cách thiếu sót là những cái mà mình đang làm, những cái yếu tố mà mình đang làm, nó vốn vừa sanh lên và nó trôi chảy, nó diệt liền, thì cái đó nó cũng là quá khứ, thưa quý vị, quá khứ. Nhưng mà bởi vì ngay trong cái thời điểm mình khái niệm là ngay trong một kiếp sống đó, cho nên mình gọi là kiếp hiện tại vậy thôi. Chứ thật ra trên cái thực trạng của pháp thì cái nào mà đã diệt dù là 5 tỷ năm trước chẳng hạn thì nó cũng là quá khứ. Dù là nó vừa mới diệt mới đây có một phút, một giây thì nó cũng là quá khứ. Hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Hiểu vậy chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Quay trở lại vấn đề á, là từ đó chúng ta thấy rằng cái sự thực hành á
mà từ sự cố gắng đó sanh khởi lên những cái cảm thọ, dĩ nhiên nó không có được khả lạc rồi. Bởi vì những pháp đầu đà, thưa quý vị, phải nói rằng những sự thực hành của sa môn pháp đó, không có khởi lên lạc, nó cũng khởi lên lạc thọ, chúng là khắc khe đối với đời sống cá nhân của mình. Tuy nhiên đây là nó khởi lên do sự cố gắng của mình ngay trong hiện tại, chứ không phải là do nghiệp khứ. Vì vậy, cái hiểu của Đức Vua trong trường hợp này là chưa có đầy đủ, Và chúng ta nên nhớ rằng đó là yếu tố thứ nhất mình cần phải hiểu cho chính xác về yếu tố như gọi là nghiệp quá khứ nó chi phối và như thế nào chưa chắc. Yếu tố ngay trong hiện mình không và sự cố, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, có một lần á, sư đi dự lễ ở chùa Viên Không, chùa của Đức Pháp Thông Mã, núi Dinh Bà Rịa. Bữa đó ghé ngang qua, hồi đó sư hay lâu lâu thỉnh thoảng sư ghé một vài nơi, để mà giống như đi du ngoạn, đổi cảnh một vài ngày. Thì trên đó cảnh núi rất là đẹp thưa quý vị, cảnh rừng núi rất là đẹp. Sư đến ngay cái thời điểm ngay cái buổi thọ đầu đà, thì Đức Pháp Thông hồi đó thì Đức cũng biết sư, và để Đức từng là huynh đệ với sư phụ, thầy tế độ của sư. Cho nên khi sư đến thì Đại Đức rất là hoan hỷ và có ý rằng nhờ sư giúp giùm cho Đại Đức cùng với phụ với Đại Đức trong cái buổi thọ đà đó, để Đại Đức còn có thời gian để mà nghỉ. Thì trong cái lần đó thưa quý vị, ở buổi thuyết pháp vấn đáp, sư có gặp một cái trường hợp như sau. Cũng y chang như cái tình huống hỏi Đức Vua trong cái đoạn kinh này. Có một người cư sĩ họ cũng nêu lên rằng là đối với đời sống tại gia cư sĩ, tại sao trong thời Đức Phật được nghe nói rằng họ thành tựu được quả vị thánh nhân nhiều vô số, và phải chăng đây điều này có phải là thật sự hay không? Thánh nhân là bậc cư sĩ nhiều hơn là những vị xuất gia, và như vậy thì đời sống cư sĩ vẫn có thể đạt được cái sự giải thoát, có đúng hay không? Lúc đó sư trả lời là đúng, thì trả lời là đúng, nhưng mà sư hiểu được cái tâm tư của vị này. Bởi vì thưa quý vị biết làm sao, đối với người khác thì sư sẽ trả lời khác, nhưng mà đối với trường hợp cái vị thanh niên đó hỏi thì sư phải trả lời thêm cái khúc sau. Vì tại sao lại như vậy? Bởi vì theo như sư được biết là cái vị đó hồi xưa cũng từng xuất gia, nhưng mà hoàn tục, xong rồi vị đó có đời sống tại gia và có vợ, có gia đình. Lúc đó sư mới trả lời đúng là như vậy, nhưng mà sư nghĩ rằng cái ý của vị này hỏi đó là nó có thêm cái gì đó ở trong đó, bởi vì sư biết được cái hoàn cảnh của vị đó lúc trước. Sau đó sư mới trả lời thêm như thế này: tuy nhiên đừng có vì lấy cái số lượng ở đây mà chúng ta cho đó là thù thắng hơn những vị xuất gia con số. Và nên nhớ rằng cái phẩm màu của người cư sĩ dù đạt được đến đâu cũng chỉ ở mức độ là một vị A-la-hàm trong cái phẩm màu cư sĩ mà thôi. Nếu như mà vị đó là một vị A-la-hán thì bắt buộc phải có một cái điểm chung đối với trường hợp ở cõi nhân loại, đó chính là phải thay đổi phẩm màu xuất gia. Nếu bằng không, theo quy luật của Pháp thì người đó phải niết bàn. Đây là vấn đề thứ nhất anh nên hiểu. Vấn đề thứ hai là nếu nói về cái số lượng thì quả thật
đời sống của những người cư sĩ chứng đắc được thánh nhân rất là nhiều. Nhưng mà cái chất lượng của sự chứng đắc đó, thì phải nói đến phẩm mạo của xuất gia. Bởi vì các vị A-la-hán lục thông, tam minh, tứ tuệ phân tích trong hàng ngũ của bậc xuất gia rất nhiều. Còn nếu mà nói về chất lượng của thánh đạo thánh quả cùng với những cái kỹ năng về pháp thì người cư sĩ không có nhiều bằng đâu, không nhiều bằng đâu. Lúc đó sư có đưa ra một cái ví dụ cũng giống như vua, chỉ có một quần thần, còn lại thì có thể có đông hơn. Và sư có trả lời thêm một đoạn nữa, đó chính là đời sống cư sĩ thật ra cái sự thực hành phạm hạnh không có được trơn tru và dễ dàng bằng đời sống xuất gia. Cho nên chúng ta đừng có cái ý, cho nên anh đừng có cái ý là vì đó mà mình không thấy được cái lợi ích cao thượng, làm giảm nhẹ ích thiết thực của đời sống xuất gia. Bởi vì ở đời sống của người xuất gia trong kinh mới nói rằng những người mà nhận thức được, người ta mới có cái nhìn là đời sống cư sĩ có nhiều vướng bận, sự thực hành không có được dễ dàng, có nhiều cái sự trói buộc. Vì vậy họ mới nghĩ đến cái chuyện xuất gia. Bởi vì xuất gia lúc bây giờ chúng ta không có bị ràng buộc bởi nhiều những cái mối liên hệ ở trong thế sự, kể cả trong công việc. Đừng nói chi những việc như vậy mà chúng nghĩ đơn giản như vậy thôi nè. Trong việc tu tập chánh niệm á, làm nhiều việc quý vị không bao giờ mà quý vị tập chánh niệm dễ bằng quý vị làm ít việc. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ ai nói hay đi. Có nghĩa là con vừa đi chợ, rồi con vừa nấu ăn, rồi con vừa ấy này kia, con luyện tập được khả năng chánh niệm tốt hơn chẳng hạn, so với con ngồi nhiếp thu các căn chánh niệm tỉnh giác. Thưa quý vị, làm nhiều việc quý vị không có luyện được chánh niệm dễ dàng bằng mình làm ít việc đâu. Đi đứng nằm ngồi rất là đơn giản. Chỉ thông qua những điều đó chúng ta mới luyện tập được một cách nhanh nhạy. Và đời sống xuất gia mới là một cái đời sống có cơ hội tạo trữ nhiều những cái chủng tử giải thoát hơn đối với người cư sĩ. Nhất là sự thực hành chỉ và quán. Vì vậy mình cần phải nên hiểu rằng Nó có hai trường hợp. Thứ nhất là do nghiệp chi phối, dù muốn dù không chúng ta cũng phải chịu. Nhưng mà có một cái trường hợp thứ hai là người ta đúng ra người ta tác ý cố gắng thì nó mới sanh cái sự khó khăn, sự cảm thọ đó là do sự thực hành, sự cố gắng để từ bỏ một cái gì đó. Còn nếu như người ta muốn là người ta vẫn có thể có được cái đời sống an lạc của lạc thọ. Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Rồi, đó là những cái vấn đề mà sư thấy rằng chúng ta cần phải hiểu ở trong cái phần bài học này. Ở trong cuối đoạn này thì Ngài Đại Đức ở đây đã không có đối đáp lại được ông Đức Vua Milinda, bởi vì vị ấy hỏi những câu cũng khá là sắc bén. Hơn nữa, theo như sư đã nói với các vị là nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là người này không phải là các vị Đại Đức này không biết về Pháp, nhưng mà cái sự ứng đối của các vị ấy đôi khi nó không có nhạy bén, và cái yếu tố thứ hai nữa rất là quan trọng, đó là yếu tố nhân duyên. Vị Đại Đức này vốn không phải là người để mà tiếp đối được với Đức Vua Milinda. Đó là như vậy, chứ không phải là Đại Đức này không biết gì hết đâu. Vị ấy là vị thông thuộc tâm tạng. Rồi, đó là cái phần mà chúng ta học ngày hôm nay. Bây giờ phần còn lại, sư gửi mic lại cho toàn thể lớp học của mình. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, mô Phật.
Thay mặt lớp học thành kính tỳ kheo pháp niệm huy niệm rất nhiều. Thì kính thưa quý vị, mình còn 5 phút nữa, quý vị có câu hỏi gì không, có câu hỏi gì về bài học hôm nay hoặc là có ý gì chia sẻ về bài học hôm nay, kính thỉnh bàn tay quý vị ạ. Hết thở, thấy nó sanh nó diệt, hết thở, đó là pháp chân đế quý vị. Nó chuyển động, nó chuyển động là hơi là gió. Hết thở, thấy nó nặng nề, hết thở, thấy nóng thấy lạnh, đó là lửa. Hết thở, thấy nó phồng, nó sợp. Hết thở, thấy thân nó vô thường, nó diệt, không cần hơi thở.